Nam em nóng máu, combat Atifan khi bị chê hát như rống, tuyên chiến cực căng. Nam em vừa có màn lên tiếng cực gắt, đáp trả rác mặt với Atifan khi cô bị chê hát dở, chói tai. Người đẹp gốc Tiền Giang tuyên chiến thẳng thừng, thách thức ai livestream và hát được như cô. Cộng đồng mạng xanh mặt. Cái tên của Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, Nguyễn Thị Lệ Nam Em thời gian qua có thể nói là đề tài nóng được nhiều người dùng mạng xã hội phải vô cùng quan tâm, xôn xao chú ý. Vướng vào hàng loạt drama từ đầu năm cho đến nay, Nam Em đã làm cho netizen Việt phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, hết sốc nặng rồi đến choáng váng, ngán ngẩm trước những câu chuyện cá nhân của cô. Trong livestream vừa diễn ra vào ngày 4 tháng 4, Nam Em có màn đấu khẩu với khán giả khi bị chê hát dở tệ. Cụ thể, Nam Em thanh minh khi bị khán giả thẳng thắn nhận xét rằng có nhiều bạn vô sân si với tôi, bảo tôi hát dở thế này thế kia, rồi còn nói tôi hát dở hơn các bạn nữa. Vậy các bạn cứ về nhà, tự lập kênh rồi lên livestream và hát đi. Các bạn tự làm giàu cho chính mình đi, đi sân si với tôi làm gì. Các bạn khoe hát hay thì tự mở kênh để được nổi tiếng. Kệ đi, bạn đó tự tin nói rằng làm vậy với tôi thì hay lắm. Bạn ơi, bạn bỏ tiền ra nhưng người ta không tôn trọng bạn. Người ta còn khinh bạn nữa. Bạn chỉ đang cố gắng thỏa mãn cảm xúc tiêu cực. Nhưng bạn nghĩ xem, bạn vừa mất tiền mà còn bị người khác khinh. Làm vậy chi? Có nhiều bạn vào trong livestream để nói lời độc lại với tôi. Mình chỉ luôn lo lao động đi, đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Tự nhiên chê tôi hát dở hơn các bạn. Chỉ có kiếm ra tiền mới làm giàu được cho bản thân, còn kiếm chuyện thì không làm được đâu. Trước đó, vào chiều ngày 3 tháng 4, Nam Em chính thức mở lại kênh TikTok có hơn 1 triệu người theo dõi sau thời gian khóa. Việc đầu tiên Nam Em làm sau khi kênh TikTok mở lại là livestream hát hò cùng khán giả. Người đẹp 9X thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó gây chú ý nhất là màn hát live Giấc Mơ Trưa. Giấc Mơ Trưa là bài hát đình đám gắn liền với tên tuổi của Thùy Chi. Ca khúc này được nhiều thế hệ khán giả yêu thích và cũng được rất nhiều ca sĩ hát lại. Nam Em sinh năm 1996, quê ở Tiền Giang. Nam Em từng giành giải Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long và lọt vào top 8 Miss Earth. Mấy năm gần đây, Nam Em chủ yếu đi hát ở các phòng trà, đêm nhạc. Tuy nhiên, sau khi xảy ra ồn ào, phát ngôn vả miệng và cương quyết ở bên bạn trai Bùi Hữu Cường, Nam Em dần bị khán giả quay lưng. Gần đây, Nam Em cũng cho biết đã lui về ở ẩn, hiện đang sống ở Đà Lạt và tâm trạng khá thoải mái sau những ồn ào. Nam Em chia sẻ, tôi muốn gửi những lời động viên đến những ai còn yêu thương tôi để họ yên tâm. Hiện tại tôi đang có cuộc sống rất tốt tại Đà Lạt, sức khỏe tôi cũng đang dần phục hồi. Tâm tôi cũng không còn sân hận mà thay vào đó là bình an trong từng hơi thở chánh niệm. Chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, đồng tiền quyết định rất nhiều thứ. Nhưng mọi người hãy yên tâm, tôi vẫn khỏe và cũng biết trước có ngày hôm nay, nên không có gì bất ngờ. Nhưng tôi đã nói, những ai đến với tôi bằng hai chữ thật lòng thì sẽ rời đi bằng hai chữ tử tế. Nên nhà mình cứ yên tâm, cho dù còn một người ở lại và người ta là người thật lòng với tôi thì tôi cũng không có gì phải hối tiếc. Mong mọi người bình an và đừng lo cho tôi nhé. Thiên nhiên đang chữa lành cho tôi một cách đầy bất ngờ. Giờ tôi chỉ sợ con người hại chết thôi, chứ trời đất luôn yêu thương tôi rất chân thành.